Chào các bạn, hôm nay thì tôi đi xem phong thủy cho một cô mà hôm qua tôi có làm cái sót là cô mua một cái nhà. Thì cô mua ở bên Hưng Yên là một này, cái khu Ocean Park 2. Chỗ tôi ở là Vinhome Ocean Park 1 và người ta mở Hưng Yên là Ocean Park 2. Thì cô có nói là lúc mua thì có một bên phong thủy đến thuê rất là rẻ, có mấy triệu thôi. Và nhưng mà một là người ta không bao giờ mở cửa hoạt động, hai là chắc cũng không làm ăn được, nên là cô cũng lấy lại nhà. Cô lấy lại nhà thì người ta lại chê là phong thủy xấu, thì lúc đấy cô mới sợ, cô gọi cho tôi nhờ hôm nay đến xem. Đây, tóm lại cái câu chuyện là như vậy. Trước khi vào xem phong thủy thì tôi đứng ở ngoài chạy một đoạn cho các bạn xem. Thì các dãy nhà này san sát nhau này thì tọa hướng giống hệt nhau rồi. Xấu thì xấu chung mà tốt thì chắc chắn là tốt chung. Chỉ có khác là bố trí hoặc là địa khí bên trong thôi. Tôi đến cái khu san hô mà cô nhắc đến, đây toàn là biệt thự xịn các bạn. Đấy. Tôi đi chạy một vòng rồi sẽ đến trực tiếp cái nhà để sao. Chúng ta phải nói khách quan với nhau một chút trước khi vào xem. Thì là một dãy phố như thế này, nếu mà đã tọa hướng, xét về tọa hướng thì nếu đã tốt thì cả dãy phố tốt, mà đã xấu như chẳng hạn không vong thì cả dãy phố không vong giống nhau, chả có cái khái niệm tốt nhất hoặc là xấu nhất. Nên nếu khen là tốt nhất thì chắc chắn là không đúng, và nếu mà chê là xấu thì cũng chắc chắn cũng sai, các bạn hình dung không? Nếu mà nói về tốt xấu nữa thì chúng ta chỉ có thể là đo địa khí thì mới biết tốt xấu, hoặc là xem bố trí mới biết tốt xấu. Còn nếu mà chỉ tọa hướng này thì không thể chê là xấu nhất hoặc là tốt nhất được, tại vì các căn giống nhau đúng không? Căn góc này thì có thể là tốt hơn, còn những căn bên trong này thì tọa hướng giống hết nhau, khác gì nhau đâu. Nhà này đo thì có một điểm âm ngay cầu thang, thì tôi về tôi nói với khách hàng sau. Thì vì lúc mình nói này thấy cô có vẻ không hiểu và không để ý lắm, vì tôi vừa mới đứng đo được 5 phút thì khách hàng tới luôn. Nên là tôi cho bạn xem đây, là ví dụ nó cũng nhiễu lệch sóng này đúng không, nếu mà ai mà đo la bàn thông thường là nó không chính xác, bắt buộc phải dùng vệ tinh. Đấy, còn phân tích cụ thể thì về nhà tôi sẽ gửi cho khách hàng sau. Đây đang đỗ ở bên ngoài, các khu giống nhau, phố biển bên phong thủy này. Đây gọi là nhà liền kề có 3 tầng, 4 tầng đấy chứ, 4 tầng, hôm qua cô kể 2 tầng. Tôi đang chờ phiên bản 308 chạy điện, thấy hỏi hãng chính hãng bên Pháp thì họ bảo khoảng 2 năm nữa là sẽ ra phiên bản điện. Nếu các bạn học huyền không thì biết là vận 9 thì thường chỉ có 3 vấn đề đúng không? Một là bị kiêm hướng, nhà này thì gần kiêm hướng thôi, tuy nhiên là không kiêm hướng thì còn 2 trường hợp khác, một là song tinh hội hướng, hai là song tinh hội tọa, đúng không? Thì tài lộc vào đằng trước hoặc là tài lộc vào đằng sau thì mình cứ thế mà hóa giải thôi. Ví dụ cái nhà tài lộc vào đằng sau thì chúng ta mở cửa đằng sau ra, còn đằng trước thì không sơn không thủy đúng không, thì chúng ta hóa giải nó rất đơn giản. Thường ví dụ những cái nhà này là phải làm xong rồi thì khó chôn ở bên dưới, chỉ có nếu muốn bền vĩnh cửu thì là đục khoét ở cái tường ra xong nhét cái kim tự tháp vào. Còn đây là mua chủ yếu là cũng chờ lên giá rồi bán thì tùy chủ nhà đúng không, mình không quyết định được. Địa khí ở đây thì khá cao, khoảng 500, tôi chả nhớ rõ, từ nãy tôi đo tôi sẽ post vào đây cho các bạn xem. Còn có một điểm âm ngay đúng cầu thang, thì đúng lúc đang đo thì có khách đến thì thôi tôi cũng chả nói, thì vì mình nói người ta không hiểu, người ta lại sợ, người ta không mua, không thuê.
bây giờ khách vẫn đang ở bên trong nói chuyện với cô, còn tôi đứng bên ngoài. Quên mất một vấn đề nữa là tôi chưa nói với các bạn được, nhưng mà tôi có một cách giúp cái này cho thuê rất là dễ luôn trong một nốt nhạc. Nhân đi tư vấn thấy rất nhiều người không để ý đến phong thủy, nên là tôi quyết định là đến từ nay đến 31 tháng 8 dương lịch, bất cứ ai cần tư vấn phong thủy mà đến khảo sát, tính từ Vinuni nhé, từ Đại học Vinuni, vì tôi xuất phát ngay gần đấy, thì đến nhà bạn mà dưới 100 km thì thông thường là tôi tính là 65-75 triệu, thì bây giờ tôi giảm giá 50% luôn, 50% các bạn nhé. Tuy nhiên là chỉ đến 31 tháng 8 dương. Vừa giúp ai không có điều kiện cơ hội làm phong thủy, vừa để thỉnh thoảng chạy ra ngoài thư giãn tí, vì suốt ngày ngồi làm clip khóa học kỳ môn rồi tháng 8 tôi ngồi viết lịch là cũng đau cả đầu, nên là ai gọi là tư vấn để mình chạy ra ngoài thư giãn thì giảm giá hẳn 50% luôn.